Chào các bạn đã trở lại với Khải Toàn. Mọi người thường nói ngày mai sẽ tốt hơn. Bạn có thường dùng câu này tự an ủi mình không? Không ít người bình luận và nhắn tin hỏi tôi làm sao hết khổ. Xin thưa với các bạn, tôi là thầy thuật số, không phải thầy tu. Học thuật nhằm giúp bản thân và gia chủ có một cuộc sống thuận lợi về môi trường, truyền tải niềm tin tôn giáo, giúp các bạn tự khai ngộ. Nếu bạn nghĩ có thể dùng thuật số để hóa giải nhân quả, hóa giải khổ tâm thì hoàn toàn không thể. Bước vào độ tuổi trung niên, con người phải đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe của bản thân cũng như của cha mẹ, sợ mất đi người thân. Vấn đề đầu tiên ta phải cần đối diện chính là cửa sinh tử. Có sự phân biệt sinh tử, tức là đã có tâm phân biệt. Kế đến phải ráng kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho con cái. Đó lại là con đường đưa ta vào sự ràng buộc của danh lợi, tính toán được mất trong mọi vấn đề. Một phụ nữ bày tỏ với tôi rằng, thầy ơi giúp tôi, có lẽ ngôi nhà của tôi có phong thủy quá xấu, nợ nần ngày càng nhiều, gia đạo bất hòa, có sự tranh chấp nên không thể bán được. Tôi chỉ khuyên, chị nên buông đi, tìm nơi khác mà sống. Đa phần các trường hợp tương tự như vậy, không buông được, vì không muốn buông. Khi có quá nhiều ràng buộc khiến con người không thể tìm được niềm vui, người khai ngộ hẳn sẽ nghĩ đến việc cần phải cố gắng buông bỏ một chút. Có những sự việc không thể nào khống chế được. Đương nhiên, để tự đốn ngộ, con người cần có một nguồn trí tuệ. Ngay khi bản năng đối khác trỗi dậy, một đứa bé đã bắt đầu hình thành cái nhìn anh và tôi. Con người bắt đầu chịu sự khống chế của 6 thức: mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý. Những điều này Phật Pháp gọi là nghiệp lực. Cái tôi quá lớn khiến con người tranh giành đoạt lợi, gây ra nhiều tội lỗi. Phật Pháp có câu, nếu bạn cảm thấy đau khổ, xin hãy quỳ xuống sám hối. Ý nghĩa của sám hối, bất luận trước đây mình đã làm sai việc gì, ngay từ hôm nay đã nhận thức được rằng mình sai, thì ngay từ giây phút này mình sẽ sửa đổi trở lại. Phương pháp này rất là hay, vì ngay khi bạn quỳ xuống, tất cả sai lầm trong quá khứ đều được tiêu trừ, vì ông trời không xuống tay với người biết sám hối. Vì vậy, người trước đây gian tà phản phúc không nhất thiết phải chết, chỉ cần họ chấp nhận quỳ xuống, thành khẩn nhận lỗi là được. Khi con cái quỳ xuống trước mặt, bất luận nó đã làm sai bao nhiêu, phạm bao nhiêu sai lầm, cha mẹ sẵn lòng tha thứ. Bí mật của nhân quả chính là tất cả nghiệp chướng trở ngại xảy ra đều do con người không chịu quỳ xuống. Chỉ cần bạn chấp nhận quỳ xuống, pháp luân sẽ chuyển động. Bất luận bạn đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, chỉ cần sám hối thân và tâm, nhân quả ấy sẽ không tiếp tục thấm nhiễm vào thân thể nữa. Con người phải biết sám và biết ngượng mới có thể cải biến cuộc đời mình. Thành tâm lễ bái sám hối, nghiệp lực trong tâm tự khắc sẽ được diệt tận, phước duyên nhất định sẽ được gia tăng. Chỉ cần nhìn thấu chân tướng sự việc, con người lập tức trở nên ung dung tự tại. Khi con người ung dung tự tại, tướng mạo lập tức biến đổi, lòng tự tin theo đó mà gia tăng. Có được lòng tự tin, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy mình rất đầy đủ, cảm thấy dù độc thân chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống thật sự là vui vẻ. Một khi thoát khỏi trạng thái tâm lý tù túng này, con người lại càng trở nên có sức hấp dẫn, thần sắc toát lên sự lôi cuốn, nhiều cơ hội tìm được đối phương hợp ý. Do vậy, nếu thoát khỏi thái độ chấp trước, biết sám hối, rất dễ đạt được nhiều thành công. Trước khi trở thành ông chủ, bạn phải là một nhân viên thấp kém hoặc tự thân làm tất cả. Khi đã là ông chủ, những nhân viên được ông chủ khen thưởng và thăng chức nhất định phải là người không hề chú tâm hay phàn nàn đến chuyện tiền lương, không phàn nàn đến chuyện thời gian làm việc. Họ luôn vui vẻ tiếp nhận tất cả những việc mà cấp trên giao, càng không buông lời than oán, luôn hăng say làm việc, không tỏ thái độ e ngại, không hề bận tâm đến chuyện thiệt thòi cho bản thân. Một người nhân viên tự tin thực tế quyết định ở thái độ không tính toán so đo. Một nhân viên không hề tính toán so đo luôn có cơ hội trở thành người được trọng dụng, có cơ hội thăng tiến, sau này có cơ hội thành ông chủ.
Thực tế không phải ai cũng hiểu được hàm ý này khi ra đời làm việc. Ngược lại, một nhân viên thường xuyên có những thái độ tính toán với sếp, tính toán về tiền lương, về khối lượng công việc, về vai trò đồng nghiệp lại thường tỏ thái độ không tốt. Nếu bạn làm sếp đương nhiên cảm thấy người này hoàn toàn không phù hợp, nhỏ nhặt so đo quá. Người tính toán so đo vĩnh viễn không được những người bên cạnh hoan nghênh. Vì vậy, càng không tính toán, càng được nhiều hạnh phúc, càng tính toán, càng đau khổ. Người hay tính toán khiến người khác cảm thấy khó chịu. Do vậy, muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác, không tính toán so đo với mọi người, họ sẽ chủ động mang đến những điều tốt với bạn. Càng cởi bỏ thái độ mong người khác giúp đỡ bao nhiêu, bạn càng có nhiều cơ hội nhận được sự giúp đỡ bấy nhiêu. Những điều này chính là thiền lý. Mục đích là hy vọng các bạn có thể tìm thấy đôi chút thiền lý ngay trong cuộc sống của mình. Bạn có nghe qua câu muốn bắt trước tiên phải thả? Ý muốn nói người mạnh nhất chính là người có biểu hiện bên ngoài không hề bận tâm. Càng không bận tâm càng biểu hiện được thái độ không chấp trước. Đó chính là người tự tại và cũng chính là người mạnh nhất. Vì vậy, thiền chính là không chấp trước với tất cả sự việc, không để tâm ma trỗi dậy. Ví dụ trong cuộc sống hiện đại, một người bình thường nếu bị người khác nói xấu hay châm biếm mình, nhất định sẽ cảm thấy tức tối. Xin thưa với các bạn, những người vừa đang lắng nghe bài này, các vị cảm nhận được, thật ra chẳng có gì là nói xấu hay nói tốt, chỉ trích hay khen ngợi, không có tâm phân biệt tốt xấu, nghe xong đều không bận lòng. Đồng thời cho đó là chân lý thúc đẩy nghị lực của bản thân, khiến bản thân được tôi luyện lòng nhẫn nại tốt hơn. Hơn nữa, kẻ bị nói xấu chưa hẳn là mình. Có biết bao nhiêu người trùng tên họ với nhau, có thể là mình ngộ nhận người khác đang nói về mình thì sao? Bạn đã nghe về câu chuyện con hổ chưa? Một người kẹt bên vách núi, phía trên có một con hổ, phía dưới cũng có một con hổ, anh ta sẽ làm gì? Con hổ đứng phía trên biểu tượng cho hôm qua, con hổ đang phía dưới biểu tượng cho ngày mai, tức là tương lai, mà hiện tại chính là cành cây đang có quả ngọt. Nếu vào những thời khắc rối loạn, chúng ta có đủ bình tĩnh, chúng ta sẽ biết buông bỏ những nỗi sợ hãi quá khứ và tương lai, biết trân trọng và hưởng thụ giây phút hiện tại. Khi ai đó cảm thấy bế tắc và tự an ủi mình bằng suy nghĩ, ngày mai sẽ tốt hơn. Thật lòng, tác dụng của câu nói này hoặc ý nghĩa này, ngày mai sẽ tốt hơn, có vẻ rất tích cực. Nếu bạn thường xuyên nói câu này tự khích lệ mình, bạn kỳ vọng cho ngày mai tốt hơn, tức đã nhận định hôm nay hoàn toàn không tốt, mà ngày mai vĩnh viễn là chuyện của tương lai, cũng có nghĩa là hiện tại chẳng có gì tốt đẹp cả. Vì vậy, câu nói ngày mai sẽ tốt hơn thực chất là một câu nói hoàn toàn không tốt. Vĩnh viễn chỉ có ngày mai mà không có hôm nay. Thái độ đó cũng giống như câu chuyện về con hổ vừa rồi. Hằng ngày, con người hiện đại luôn thích những thứ đẹp đẽ và hào nhoáng, luôn thích những thứ đắt tiền mới vì chúng thật mê hoặc. Rồi thứ mới hơn lại ra đời và ta tiếp tục chạy theo, dùng mọi cách để có được thứ mình muốn. Đương nhiên sẽ có ngày thất vọng vì đã dành quá nhiều tâm tư cho điều đó. Ngay cả trong tình cảm cũng vậy, sự tương thân tương ái của bạn bè cũng phải có điểm dừng, không nên nhiệt tình thái quá, nếu không trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nếu mọi việc ở mức độ nhiệt tình thái quá sẽ phản ứng mạnh mẽ khi thất vọng, tình cảm ở thế trung dung là tốt nhất. Ở một số nơi tại Mãn Châu, các cỗ xe thường do các chú chó to lớn kéo, chủ xe treo một miếng thịt trước mũi chó và chú chó chạy như điên theo miếng thịt. Dĩ nhiên chú chó không bao giờ với tới được miếng thịt. Chú chỉ được vứt miếng thịt khi cổ xe đã về tới đích, rồi chỉ trong một cái ngốn nuốt chửng miếng thịt xuống cổ họng. Người đi làm với đồng lương cũng y hệt như vậy. Từ đầu tháng cho đến cuối tháng, họ cũng chạy theo đồng lương treo trước mũi. Một khi đã lãnh lương, họ cũng ngốn nó và tự hỏi, ủa mới lãnh lương kia mà, và lại sẵn sàng tiếp tục chạy theo kỳ lương mới. Nên có câu nói, không ai có thể thấy xa hơn đầu mũi của mình. Bạn muốn là người mạnh nhất,
Người mạnh bạo nhất cũng chính là người dễ bị đánh bại nhất trên thế gian này, cứng rắn như đá, chỉ một cái gõ là nát vỡ vụn. Những thời khắc bạn hạnh phúc nhất, nghĩ mình mạnh mẽ nhất lại là thời khắc dễ suy sụp nhất nếu mất đi niềm hạnh phúc đó. Lý Tiểu Long thường nói nước là vật mạnh nhất, vì nước không thể phá vỡ, không thể chém đứt, có thể bảo tồn trong bất kỳ hình thái và hoàn cảnh nào. Những vật mềm dẻo chẳng hề tổn hại trước những va chạm mạnh. Phật giáo coi trọng sự tĩnh tọa. Khi con người an tĩnh, tâm trí tự nhiên mất đi những ảo ảnh và sự chấp trước của đời này. Ảo ảnh ấy chính là những hình ảnh tự hiện lên trong những khoảnh khắc mà con người đã hấp thụ trong cuộc sống hàng ngày, như thất bại trong công việc, đau khổ trong chuyện gia đình. Con người không ngừng nghĩ đến hôm qua và ngày mai mà quên đi hiện tại. Vì vậy, mục đích của tọa thiền là muốn cho tâm an, trong khoảng thời gian an tĩnh đó cảm nhận được giá trị của hiện tại. Có câu, tức thân thành Phật, cũng chính là nhấn mạnh nhân tố hiện tại chứ không bàn đến thế giới phương Tây cực lạc. Nếu bạn cảm thấy số phận không may, xin đừng than oán ông trời. Hãy thành tâm quỳ xuống sám hối trước các vị thần bạn tín ngưỡng, cầu mong, hồi hướng đến chúng sinh đã từng gánh chịu thương tổn vì bạn, giúp họ buông bỏ tất cả oán khí, không còn vây hãm trong vòng luân hồi của bạn. Sau hành động này, bạn đã dùng thanh kiếm vô hình chém đứt quá khứ, ánh quang minh sẽ soi sáng tâm trí, phước duyên sẽ được gia tăng. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.